Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, hotline 082 5533 666. Thì những anh chị, cô dì, chú bác nào đang quan tâm về các mặt hàng như là camera này, định vị này, nghe lén này, ghi âm này, tất cả các dòng siêu nhỏ ngụy trang, hoặc là các loại máy như là máy dò sóng này, máy phá sóng này, máy kích sóng này, riêng máy kích sóng bên em ấy thì có thể kích được tất cả các loại sóng 3G, 4G, LTE của tất cả các loại nhà mạng như là Viettel, Vina, Mobi, Intel cũng như là rất nhiều nhà mạng khác. Thì anh chị nào mà sống ở những cái nơi đông dân cư, đấy, những thành phố lớn mà sóng yếu thì hoàn toàn là có thể tham khảo qua bên em anh chị nhé. Ngoài ra là bên công ty em còn nhận chế camera và tất cả các đồ vật theo yêu cầu của quý khách hàng. Ví dụ như là ổ điện này, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi chai, xe dầu gội đầu, xe bim tẩy rửa, quạt treo tường cũng như là rất nhiều sản phẩm khác. Thì anh chị nào mà có nhu cầu ấy, thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo, thì là bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ anh chị là 24/24 để là anh chị có thể là lựa chọn được những sản phẩm là hài lòng nhất và ưng ý nhất anh chị nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị cái bộ sản phẩm có tên là camera ngụy trang mắt cụp áo V99V3 anh chị nhé. Với cái bộ sản phẩm này thì anh chị là hoàn toàn là có thể là quay video với độ phân giải là full 4K nhé, quay video có âm thanh đấy. Ngoài ra là có thể xem online được trực tiếp từ xa, không giới hạn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi. Góc quay thì là 150 độ đấy, pin sử dụng liên tục trong vòng 10 tiếng anh chị nhé. Cái này thì rất thích hợp cho các bác nào mà bây giờ ví dụ như là đi dã ngoại này, đấy cầm camera đi ra ngoài này, nó còn có chế độ nữa là nó quay để nó lưu vào thẻ nhớ nhá. Thì là anh chị chỉ cần bật máy lên nó sẽ tự động quay, sau đó nó lưu hết về thẻ nhớ. Sau đó là anh chị về nhà chỉ việc cắm vào điện thoại là mà hỗ trợ thẻ nhớ, hoặc cắm vào máy tính laptop là hoàn toàn là có thể xem được nhá. Đấy, ngoài ra thì cái này là để ngụy trang vào mắt cúc áo ấy, để quay người đối diện ấy, cũng như là để truyền đạt thông tin thì cực kỳ là tốt. Thì tí nữa em sẽ cùng anh chị là đi đến tìm hiểu các chức năng cũng như cách sử dụng của bộ sản phẩm này để có thể thấy được những cái ưu việt của nó anh chị nhé. Thì khi anh chị mua bộ sản phẩm V99V3 của bên em về ấy, thì bên em sẽ đi kèm theo là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB đây. Với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị hoàn toàn là có thể là lưu giữ video này, lưu giữ hình ảnh này, lưu giữ âm thanh này, đấy, trong cái khoảng là 20 ngày nhé. Đây, với 128GB thì mình hoàn toàn là có thể lưu được video trong khoảng độ 20 ngày. Và là khi là cái thẻ nhớ nó bị đầy thì là nó hoàn toàn là có chức năng là ghi đầy cũng như là ghi đè. Thì là anh chị là khi đó là nó sẽ tự động sang đến ngày 21 xóa ngày mùng 1, sang đến ngày 22 thì nó sẽ tự động xóa ngày mùng 2. Thì là mình hoàn toàn là có thể lưu giữ được video trong vòng là 20 ngày gần đây nhất anh chị nhé. Ngoài ra là mỗi sản phẩm bán ra thị trường ấy, với mong muốn là mọi khách hàng đều có thể sử dụng một cách thành thạo nhất, ok nhất, bên em sẽ đi kèm thêm là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn sử dụng cài đặt camera mini siêu nhỏ, tất cả các bước từ tải phần mềm đến lúc khởi động camera đến lúc là thoát ra kết nối thành công đây là bên em là ghi đầy đủ hết ở trong này rồi. Thì anh chị là khi xem clip bên em xong thì là hoàn toàn là có thể là mua hàng về sau đó cài đặt không hiểu ở đâu thì có thể nhìn qua cái tờ giấy hướng dẫn này để mình là có thể là sử dụng một cách là mượt mà nhất và ok nhất anh chị nhé. Thế ngoài ra là mọi sản phẩm bên em ấy đều có thẻ bảo hành chính hãng của công ty đây. Thẻ bảo hành chính hãng của công ty thì trong cái thời gian đầu anh chị mới mua hàng về có vấn đề gì, trục trặc gì, có lỗi của nhà sản xuất, có lỗi của nhà kỹ thuật thì bên em đều đổi trả bảo hành cho anh chị nhé. Ngoài ra là cái mặt đằng sau này là bên em nghĩ đầy đủ nhé, tên sản phẩm, số điện thoại cũng như thời hạn bảo hành. Đấy, số điện thoại kỹ thuật ở đây thì là anh chị quang trong quá trình sử dụng không hiểu ở đâu, đấy, trục trặc ở đâu thì hoàn toàn là có thể liên hệ với bên em để được bên em hỗ trợ anh chị nhé. Và cuối cùng là em sẽ cùng anh chị làm mở cái bộ sản phẩm là camera V993 này ra để xem là bên trong nó có những cái gì cũng như là cách sử dụng thì nó ra làm sao anh chị nhé. Đầu tiên là đây là cái dây cắp sạc này. Với cái dây cắp sạc này thì anh chị là hoàn toàn có thể sạc pin cho sản phẩm nhé. Như em đã nói ấy, cái pin của bộ sản phẩm thì sẽ là quay liên tục được trong vòng 10 tiếng. Còn anh chị mà muốn quay lâu hơn, ví dụ như anh chị đặt ở nhà đấy, đặt ngụy trang ở trong nhà thay cho cái cam giám sát ấy, thì mình hoàn toàn có thể sạc 24/24. Thì cái cam này nó cũng sẽ quay 24/24 để anh chị đi ra ngoài ấy, không ở nhà ấy, mình hoàn toàn có thể xem video mà không bị gián đoạn nhé. Cái này thì nó cực kỳ là phổ biến. Dây là dây của Samsung đấy, chân Samsung này. Cái này bất kỳ quán điện thoại nào thì đều có. Tiếp theo thứ hai là bộ 7 đầu mắt cúc áo ngụy trang anh chị nhé. Ở đây là người ta đầy đủ luôn này, mắt măng tô này, mắt sơ mi nhỏ này, sơ mi to này, đầu vít này, đầu đinh này,
Đấy, nói chung là cái này thì mình là tùy theo là mình ngụy trang ở đâu. Ví dụ ngụy trang vào áo thì mình sẽ dùng dạng cúc áo, còn ví dụ nha, ngụy trang ở những cái nơi khe khẽ nhỏ thì mình hoàn toàn có thể dùng đầu đinh, đầu vít nhé. Cái này thì cực kỳ là dễ sử dụng, thì anh chị là cứ linh động dùm em. Đấy, đây em đổ ra đây để chị đợi em lắp luôn đây chị nhé. Tiếp theo đó là cái bộ phận camera đây anh chị nhé. Đây, cả camera mà khi kết nối hoàn chỉnh xong nó sẽ như thế này nhé. Cái pin này thì hoàn toàn là mình sẽ phải kết nối vào đây này. Đấy, còn đâu nếu mình muốn tháo ra cho nó gọn thì mình vẫn có thể tháo ra bình thường nhé. Đây, còn khi muốn sử dụng thì mình phải cắm vào. Cứ cho dây đỏ vào dây đỏ, dây đen vào dây đen làm được. Đây chính là quả pin của sản phẩm đây, rất chi là mỏng nha. Cái này là mình hoàn toàn là mình có thể là ngụy trang nó vào trong áo thì không ai người ta có thể phát hiện ra được. Đây chính là cái dây dẫn này. Tiếp theo là đây là cái anten nhé, cái anten bắt sóng của camera. Thì cái này là mình hoàn toàn mình có thể bó vào như này nhé. Khi mình quay thì mình hoàn toàn có thể bó vào như này, thò mỗi cái mắt cam này ra quay là được. Đấy. Ngoài ra là cái bộ phận trên máy đây, đây chính là cái dây mắt cam nhé, dài khoảng là 18 đến 20 phân. Cái chất liệu thì bằng dây cáp dù, cực kỳ là bền đấy. Tức là nó bền thì là nó bền thật đấy, nhưng mà các bác mà cầm đi để kéo co hay cả là để giật hay là để chặt để trước vào đấy thì không cái dây nào nó chịu được nhá. Đây tóm lại là bình thường thì nó rất là bền đây. Đấy, mắt cam thì cực kỳ là nhỏ đây nhá. Đấy thì em sẽ lắp luôn cho anh chị một cái mắt cúc áo bất kỳ. Đây, ví dụ như cúc áo sơ mi này, cúc áo này nó được người ta hay sử dụng nhất. Em lắp vào này. Cái này là hoàn toàn ok nhá. Em lắp vào như này xong tí nữa em test sản phẩm thì em sẽ cũng để nguyên như thế này. Đấy. Ngoài ra trên cái bộ phận camera đây, đây là thân máy của bộ V99 này anh chị nhé. Thì anh chị là hoàn toàn là có thể thấy đây, ở trên này nó rất nhiều là cái nút bấm nhé. Đây, đầu tiên thì nó đây công tắc on off này. Thì anh chị là gạt sang phía có chân sạc nhé, gạt sang phía chân sạc là camera đã bắt đầu on. Đấy, khi camera nó on thì ở đây nó sẽ hiện báo đèn đấy nhé, là báo hiệu là camera đã bắt đầu đi vào hoạt động. Và cái đèn này thì mình hoàn toàn có thể tắt trên phần mềm anh chị nhé, nên anh chị là hoàn toàn là có thể yên tâm. Ngoài ra là đây là nút reset này. Đây, nút con này là nút reset này. Khi nào cái camera này nó không phát ra mã wifi thì anh chị hoàn toàn có thể nhấn nút reset để nó khởi động lại, là khi đó mình có thể là sử dụng bình thường nhé. Ngoài ra thì đây là chân cắm sạc này. Đây, chân cắm sạc đây, chân Samsung ấy. Tiếp theo đó là khe cắm thẻ nhớ anh chị nhé. Khe cắm thẻ nhớ này. Đây, cắm như nào cho đúng thì anh chị để ý cho em này. Đây là một chiếc thẻ nhớ nhé. Anh chị hướng cho em cái mặt đồng xuống dưới, tức là hướng về hướng cái có cái chân sạc này, anh chị đẩy vào giúp em này. Bao giờ nó kêu tạch và phát ấy là hoàn toàn là đã ok, đã nhận thẻ nhá. Và như này là mình hoàn toàn là có thể làm tại phần mềm về rồi sử dụng này. Đây, sau khi đã bật công tắc lên này, đấy đèn sáng như này này. Bây giờ em sẽ cùng anh chị đi đến sử dụng cái bộ sản phẩm nhé. Thì anh chị đã cần cho em là một chiếc điện thoại smartphone thông minh đây, không cần đời cao đâu, riêng cái máy, riêng các dòng bên em ấy thì là nó sẽ là không kén lấy anh chị nhé, nó sẽ là không kén điện thoại đâu, miễn sao là có thể tải được Zalo, Facebook về là được. Thì anh chị tải cho em phần mềm có tên là Lookcam đây. Lookcam đây thì anh chị là iPhone thì sẽ mặc định và là App Store rồi, còn anh chị là mà dùng Samsung ấy thì có thể vào cửa hàng CH Play tải cho em phần mềm có tên là Lookcam này, tìm này. Đây chính là Lookcam anh chị nhá. Đây là Lookcam này. Đấy, anh chị tải về giúp em này. Sau khi là xong thì anh chị là về phần cài đặt này để tìm wifi nhé. Tất cả các dòng sản phẩm bên em ấy khi là sử dụng nó sẽ phát ra một mã wifi cực kỳ là dài và không có mật khẩu. Thì anh chị là ấn vào wifi này. Này. Nó sẽ phát ra bắt đầu bằng chữ F đây nhá. Đấy, anh chị ấn vào này. Đây là không có mật khẩu nhé, còn nếu mình muốn đổi mật khẩu thì hoàn toàn ok. Còn ngoài ra là khi mình kết nối xem online trực tiếp từ xa thì lúc đấy là nó sẽ tự động ẩn cái mã wifi cam lên, nên anh chị là hoàn toàn là yên tâm. Đấy, sau đó mình quay trở về này, vào cho em là cái phần mềm Lookcam đấy này. Đây nhé, thì anh chị ấn cho em cancel này. Đấy, ấn thêm một lần nữa này. Nếu muốn đổi mật khẩu thì ấn vào modify nhé. Password là mật khẩu cũ là 1 đến 6 mặc định rồi. 1 2 3 4 5 6. Đấy, hai cái dưới này new password là mật khẩu mới, con pin là xác nhận mật khẩu mới, sau đó anh chị ấn ok là hoàn toàn là xong nhé. Đấy, ngoài ra là anh chị muốn xem thì ấn vào lần nữa này. Cancel này.
Thì đầu tiên ấy thì là ở đây là xem video có đầy đủ hình nhé. Đây, đầy đủ hình ảnh này, đầy đủ ngày giờ đây, đầy đủ phút giây anh chị nhé. Đấy, cực kỳ là hay. Đây anh chị nhé, cực kỳ là sắc nét, mình hoàn toàn có thể lựa chọn chất lượng hình ảnh này. Đấy, 1080 hay là 2K hay các thứ là mình hoàn toàn có thể lựa chọn nhé. Đấy, 4K này chẳng hạn này. Đấy, đây nhé, hoàn toàn là ok. Đây, góc quay thì cực kỳ là rộng nhé. Đấy, anh chị thấy không, cực kỳ là rộng. Mình hoàn toàn có thể zoom to, zoom nhỏ, zoom to, zoom nhỏ. Đấy, còn chất lượng hình ảnh ở đây rồi, như em đã nói rồi đây, thì mình hoàn toàn là có thể là lựa chọn nhé. Đấy, lựa chọn chất lượng hình ảnh nào cũng được, tùy cho mình. Tức là càng cao thì nó sẽ càng nét. Ngoài ra là mình hoàn toàn là có thể là tắt cái đèn sáng của nó đi này. Đây nó đang sáng này. Như này người ta bảo quay như này lỗi hết thì anh chị hoàn toàn có thể tắt đi này. Đấy, như này là ok, bật này. Thì như này nó lại sáng nhá. Còn ngoài ra là đây là quay đêm này, tức là hỗ trợ quay đêm dưới ánh sáng mờ thôi anh chị nhá. Đấy. Thì tức là nó sẽ về đen trắng, anh chị muốn màu mè thì anh chị ấn trở lại này. Đấy, ngoài ra là mình có thể là tăng độ sáng cũng như độ tương phản của sản phẩm lên. Đấy, cực kỳ là ok anh chị nhá. À, cực kỳ là sắc nét nhé. Ngoài ra là mình có thể là quay lên này, quay xuống này, quay trái này, quay phải này, chụp ảnh đi, chụp này. Còn anh chị nào muốn quay phim ấy, thì bật cho em loa với mic lên nhé. Tức là làm sao phải bật lên, bật lên để là quay phim là nó có đầy đủ hình và đầy đủ tiếng nhé. Sau đó anh chị giảm cho nó em âm lượng về này, giảm về này. Đấy, như này thì nó không bị sung âm. Đây, em quay đã. Đây, như này nó không bị sung âm nhá. Ấn vào biểu tượng máy quay này. Hello, xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, hotline 082 55 33 666 anh chị nhá. Đấy, anh chị sau khi quay xong thì ấn vào đây này. Ok. Đấy, sau đó anh chị ấn quay trở về này. Đấy, anh chị mà muốn xem ấy thì anh chị đã xem lại lúc đấy mình đã quay những cái gì thì anh chị ấn vào phần photo này này. Đây là hoàn toàn là có là hình ảnh ở đây này, video này. Đấy, hoàn toàn là mình có thể là ở đây này xuống anh chị nhá. Đấy, đấy, quay video là đầy đủ hình đầy đủ tiếng, anh chị phải bật mic và loa lên cho em, nếu không là nó sẽ không có tiếng đâu anh chị nhá. Đấy, vừa rồi là mình xem ở gần là cái cơ bản nhất để xem những cái phần còn lại. Thì anh chị là muốn cài đặt lưu vào thẻ nhớ chẳng hạn đấy, hoặc là muốn xem online trực tiếp từ xa ấy, thì làm cho em theo hai bước sau này. Đấy, bước đầu tiên nhá, ấn vào hình bánh răng này. Bước thứ hai là ấn vào device setting nhá. Đấy, thì là đây là cảnh báo chuyển động này, đổi mật khẩu này. SD setting thì tức là cài đặt thẻ nhớ đấy. Anh chị muốn là cài đặt thẻ nhớ thì muốn cho nó tự động quay ấy, thì anh chị bật hết nút xanh này lên cho em này. Ở đây là nó sẽ có từ 5 đến 30, từ 1 đến 30 thì tức là 30 là 30 phút sẽ cắt ra một video và lưu vào thẻ nhớ nhá. Đấy, tương đương là 1 phút là 1 phút cắt ra một video lưu vào thẻ nhớ. Thì cái này thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Đấy, thì sau khi anh chị cài đặt như này xong thì mình cứ cầm cái cam này đi ra ngoài, đi dã ngoại hay là ngụy trang vào áo của mình cứ bật lên thôi là nó sẽ tự động quay nhé. Về nhà mình rút thẻ nhớ ra là mình xem lại. Còn đâu anh chị là muốn xem online trực tiếp từ xa thì ấn vào wifi này. Đấy, ấn vào anh hàng xóm này, ví dụ mật khẩu tên wifi nhà anh chị là anh hàng xóm này, ấn vào anh hàng xóm này, sau đó nhập mật khẩu thật chính xác cho anh hàng xóm, sau đó là anh chị là ấn ok. Là khi đó là anh chị là hoàn toàn là có thể xem được online trực tiếp từ xa không giới hạn khoảng cách nhé. Đây, anh chị lưu ý giúp em là phải nhập thật đúng ấy, không mình lại phải reset lại tìm lại ấy. Đấy, anh hàng xóm to bụng lại thành tốt bụng thì lại viết thành cái gì đây. Đây, anh chị ấn ok này, ấn ok này. Đấy, bây giờ anh chị thoát ra ngoài, đợi khoảng là 1 đến 3 phút sau đó anh chị vào lại nhé. Đây, như cái tờ giấy hướng dẫn này đây là bên em đã là hoàn toàn là ghi đầy đủ rồi anh chị nhé. Đây, thì anh chị có thể thấy đấy, sau khi mình kết nối từ xa xong nhé, đây vào phần wifi này nhé,
nó sẽ tự động mất cái mã wifi đấy đi nhá. Thì tức là mình kết nối xong thì không ai người ta có thể biết được là à ở đây là có mã wifi, à ở đây có ai là đang sử dụng cam cả. Đấy, chị ấn về màn hình chính này, bây giờ vào phần lúc cam giúp em này, không biết nó được chưa. Cái này thì phải đợi ấy chị ạ, tại vì là sau khi mình kết nối với camera này, mình kết nối với wifi này thì là cái wifi này nó cần phải có một thời gian nhé. Đấy, bây giờ nó sẽ hiện device online này. Đấy, device online này rồi. Đấy, chị muốn xem để nó cancel này. Đấy, bây giờ là hoàn toàn là mình đã xem được online trực tiếp từ xa nhé. Là khi này ấy, anh chị là đi cách nhà hàng nghìn, hàng trăm km đi chăng nữa thì là mình hoàn toàn vẫn có thể xem được online trực tiếp. Đấy, miễn sao là điện thoại của mình nó có 3G, 4G là được. Đấy, anh chị thấy không? Cực kỳ là hay nhé. Đây, wifi thì vẫn là wifi của nhà em nhé, chứ là không phải là wifi cam nữa rồi. Là khi đó là mình cứ ra ngoài mình đặt cái cam này ở đây thôi. Là cái cam này là đã được cái wifi nhà mình nó nuôi rồi, thì là mình đi đến đâu cũng được. Đấy, đi cách trăm km, nghìn km, miễn sao điện thoại mình có mạng là mình vẫn có thể xem được. Thế vừa rồi là em đã giới thiệu toàn bộ về cái bộ sản phẩm là camera ngụy trang mắt tụ áo V99 V3 này rồi. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng ấy, thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới số hotline trên màn hình em để được tư vấn và hỗ trợ anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo.